Xin chào, rất vui được gặp lại các anh em trên kênh YouTube của Minh Audio Sài Gòn. Video này thì Minh mới về được một em âm ly nội địa Nhật Bản. Đây là âm ly đèn Show Studio, model của nó là SK100HB, là cái dòng sản phẩm nội địa Nhật Bản. Em này, dòng này thì nó đánh hai bóng PCL86 nhá. Về độ tình trạng mới của em nó thì về từ Nhật Bản và còn gần như là line new. Em nó giống như là hàng lướt á, còn rất là mới. Đây là model của em nó này, SK100HB, Made in Japan, sử dụng nguồn điện 100. Sẽ có cầu loa và hỗ trợ cho chúng ta là 3 cổng kết nối. Toàn bộ các cổng kết nối này đều là chân rắc, mạ rất là đẹp và sang trọng. Ở đây có một cái nút bass boost giúp cho chúng ta tăng giải trầm. Ở đây là em đang tắt đi. Và có công tắc tắt đèn ở chỗ phần bóng đèn. Ở phía bên hông là có hai hồi gỗ. Nhắc lại là máy còn rất là mới. Từ về nhà là hàng đấu giá Yahoo, rất mới. Phía trước thì sẽ có cái phần power và nút chọn kênh cũng như là volume. Ở đây thì em đang ghép với cặp loa Yamaha 590 bass 30 mà em đã giới thiệu trong video trên. Rất là bất ngờ với em chim chích đèn xanh Nhật Bản này, đánh rất là hay. Đây sẽ là một lựa chọn cho các anh em thích trải nghiệm âm ly đèn mới chơi hoặc là muốn phối ghép với những dòng loa Buxell toàn giải nhé. Đối với con đèn này thì tính ổn định rất là cao vì nó là hàng sản xuất mới nên là độ bền cao, không có hỏng vặt. Mà ưu điểm nữa là rất là nhỏ gọn và tiếng cũng rất là đặc biệt, là khá bất ngờ đấy ạ. Và mời các anh em cùng lắng nghe. Đây là chiếc âm ly nhỏ gọn và có mức giá rất bình dân. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ cho em mình nhé. Never fading with the sunset when the rain set in. Candles burned out long before your legend ever will. Loveliness we've lost, these empty days without your smile, this torch we'll always carry for our nation's golden child. And even though we try, the truth brings us to tears. All our words cannot express the joy you brought us through the years.